Cô chào tất cả các em. Hôm nay, cô trò chúng ta lại bước vào chương trình học trực tuyến bộ môn ngữ văn 8. Phân môn văn bản tiết chính tức nước vỡ bờ. Tác giả Ngô Tất Tố. Mục tiêu cần đạt. Cô sẽ giúp các em qua đoạn trích thấy được bộ mặt tàn ác bất nhân của chế độ đương thời và tình cảnh đau thương của người nông dân cùng khổ trong xã hội ấy. Cảm nhận được cái quy luật của hiện thực. Nơi nào có áp bức, ắt có đấu tranh. Thấy được vẻ đẹp tâm hồn và sức sống tiềm tàng của người phụ nữ nông dân. Ngoài ra, ta còn thấy được những nét đặc sắc trong nghệ thuật viết truyện của tác giả. Tiến trình bài giảng, phần 1, kiểm tra bài cũ. Tuần trước, các em đã được tìm hiểu đoạn trích trong lòng mẹ, trích hồi ký những ngày thơ ấu của Nguyên Hồng. Vậy sau khi học xong văn bản, em cảm nhận được điều gì? Thưa, đó là những cay đắng, tủi cực, cùng tình yêu thương cháy bỏng của nhà văn thời thơ ấu với người mẹ bất hạnh. Qua đó, ta thấy được tấm lòng của tác giả như thế nào. Thưa, ông là một nhà văn, luôn dành cho phụ nữ và nhi đồng tấm lòng chan chứa thương yêu với thái độ nâng niu trân trọng. Bởi ông thấu hiểu và vô cùng trân trọng vẻ đẹp tâm hồn, đức tính cao quý của phụ nữ và nhi đồng. Qua văn bản, được sử dụng rất nhiều nghệ thuật. Vậy thì nghệ thuật đặc sắc nhất trong văn bản theo em đó là gì? Thưa, đó là chất trữ tình, được thể hiện ở tình huống và nội dung câu chuyện từ cảm xúc phong phú của chú bé Hồng. Bên cạnh đó, còn có kết hợp giữa kể và bộc lộ cảm xúc, có hình ảnh thể hiện tâm trạng, có so sánh để gây ấn tượng và giàu sức gợi cảm. Đặc biệt lời văn ở phần cuối được viết trong dòng cảm xúc mênh mang dạt dào. Tác dụng giúp cho người đọc chúng ta hiểu, chia sẻ và đồng cảm với những nỗi cơ cực của những người phụ nữ và nhi đồng trong xã hội thời xưa. Các em thân mến, lịch sử Việt Nam biết bao thăng trầm và khoảng thời gian từ năm 1930 đến năm 1945 được xem là những năm tháng đen tối nhất của dân tộc ta. Tuy nhiên, đây cũng là thời kỳ nở rộ của trào lưu văn học hiện thực phê phán. Và các nhà văn đã dùng chính ngòi bút của mình khắc họa chân thật số phận của người dân Việt trước cách mạng tháng 8. Trong số đó, những tác phẩm xuất sắc nhất phải nói đến Tắt Đèn của Ngô Tất Tố. Hôm nay, cô chào chúng ta cùng tìm hiểu đoạn trích thuộc chương 18 của tác phẩm. Để qua đó, chúng ta hiểu thêm về số phận người nông dân và chế độ đương thời lúc ấy. Các em lưu ý, những phần trên màn hình có hình quyển vở và cây viết thì chúng ta sẽ viết vào vở. Còn những phần khác, các em chỉ quan sát và nghe giảng. Đầu tiên, chúng ta sẽ tìm hiểu về tác giả Ngô Tất Tố. Ông sinh năm 1893, mất năm 1954, quê ở Từ Sơn, Bắc Ninh, là nhà nho xuất thân gốc nông dân. Dựa vào năm sinh và năm mất của ông, chúng ta thấy ông sinh ra và lớn lên trong một xã hội một cổ hai trồng, chịu sự bóc lột đô hộ của thực dân Pháp và áp bức bất công của thế lực phong kiến. Chính vì hiện thực xã hội như vậy, ông đã sáng tác những tác phẩm của mình một cách tự nhiên và hình thành nên một phong cách hiện thực sắc sảo, rõ nét. Về sáng tác văn học, ông là một cây bút phóng sự và một nhà văn viết tiểu thuyết nổi tiếng.
Ông được xem là nhà văn của người nông dân, chuyên viết về nông thôn, và thành công ở đề tài này trước cách mạng tháng 8, được sáng tác theo khuynh hướng hiện thực chủ nghĩa. Sau cách mạng tháng 8, ông tham gia Hội Văn hóa Cứu quốc, hoạt động ở chiến khu Việt Bắc, tích cực sáng tác phục vụ kháng chiến. Ông là người tài năng trên nhiều lĩnh vực, là một học giả uyên bác. Về hoạt động báo chí, ông được coi là tay ngôn luận xuất sắc trong đám nhà nho, như lời Vũ Trọng Phụng đã nói. Ông là nhà báo có lập trường dân chủ với phong cách nhẹ nhàng, thâm thúy, mang chất hài hước nhưng đã kích sâu sắc. Một số tác phẩm chính của ông gồm có Tắt đèn, Lều trỏng, Tập án Cái đình, Việc làng. Và đặc biệt, tiểu thuyết Tắt đèn năm 1937 được Vũ Trọng Phụng gọi là một thiên tiểu thuyết có luận đề xã hội, hoàn toàn phụng sự dân quê, một án văn có thể gọi là kiệt tác, tồng lai chưa từng thấy, được đăng trên báo Thời vụ năm 1939. Các em cũng lưu ý thêm cho cô một số từ khó trong sách giáo khoa ở trang 32. Ở từ xu thuế, ở từ cai lệ, từ sái, từ lực điền và từ hầu cận. Chúng ta lưu ý từ khó từ xu thuế là khoản tiền mà người đàn ông là dân thường từ 18 đến 60 tuổi, gọi là dân đinh, hàng năm phải nộp cho nhà nước thực dân phong kiến. Xu còn có nghĩa là công việc lao động nặng nhọc mà dân đinh phải làm cho nhà nước thời đó. Tại sao cô lại nói các em lưu ý từ này? Bởi vì xu chính là một thứ thuế vô nhân đạo, coi con người như súc vật hàng hóa. Và chính vì vậy, ngay sau cách mạng tháng 8 thành công, một trong những sắc lệnh đầu tiên được Hồ Chủ tịch ký là xóa bỏ thuế thân. Với tác phẩm Tắt đèn, đây là đoạn trích. Do vậy, vì thời gian có hạn, các em đã đọc trước tác phẩm ở nhà. Giờ đây cô sẽ tóm tắt một ít nội dung để chúng ta cùng có thể hiểu rõ hơn. Chị Dậu trước khi lấy chồng có tên là Lê Thị Đào, một người con gái đẹp, giỏi giang, tháo vát, sinh ra trong một gia đình trung lưu. Vốn lúc đầu cả hai vợ chồng chị Dậu dư giả, nhưng sau hai cái tang liên tiếp của mẹ chồng và em chồng là chú Hợi, mặc dù anh chị đã hết sức cần kiệm, đầu tắt mặt tối quanh năm, nhưng cơm vẫn không đủ ăn, áo không đủ mặc. Và đến lúc gia đình chị thuộc là một trong những hộ nghèo nhất nhì hạng cùng đinh. Anh Dậu lại mắc bệnh sốt rét, ốm kéo dài mấy năm. Lúc này, bao vất vả dồn lên vai chị Dậu. Và nội dung đoạn trích thuộc chương số 18, chúng ta sẽ hiểu được nỗi thống khổ của người dân Việt Nam trước cách mạng tháng 8 nói chung và gia đình chị Dậu nói riêng trong những ngày xu thuế. Các em cùng mở sách giáo khoa với cô từ trang 28 tới trang 32, chúng ta cùng chia bố cục. Bố cục có thể chia thành hai phần. Phần đầu, từ đầu cho đến ngon miệng hay không, tình thế gia đình chị Dậu và cảnh chị chăm sóc chồng. Phần 2 là phần còn lại, chị Dậu đối đầu với bọn tay sai. Giờ đây, chúng ta cùng bước vào phần 2 la mã, đọc và tìm hiểu văn bản. Phần 1. Tình thế của gia đình chị Dậu. Vụ thuế đang trong thời điểm gay gắt nhất. Quan sát về tận làng để đốc thuế, bọn tay sai càng hung hăng
xông vào nhà những người chưa nộp thuế để đánh trói, đem ra đình cùm kẹp. Âm thanh tiếng trống mõ, tù và in ỏi, tiếng thét lát đánh đập, tiếng kêu khóc, van khắp han cùng, ngõ cụt trong lè. Chị Dậu mặc dù phải bán con, bán chó, bán cả gánh khoai để có tiền đủ nộp xu xuất xu cho chồng. Nhưng bọn hào lý lại bắt cả nhà chị nộp cả xuất xu cho người em chồng chết từ năm ngoái. Thành thử, anh Dậu vẫn cứ là người bị thiếu xu. Bọn chúng xông vào nã thuế, chắc chắn sẽ không buông tha anh. Mà anh Dậu thì đau, ốm rề rề, tưởng chừng đã chết đêm qua, giờ đây mới tỉnh. Nếu lại bị chúng đánh trói lần nữa, thì mạng sống khó mà giữ được. Nhà lại không còn gì ăn. Bà lão hàng xóm cho bát gạo để nấu cháo. Tất cả vấn đề đối với chị Dậu lúc này là làm sao bảo vệ được chồng trong tình thế nguy ngập ấy. Chị thân cô thế cô, tai họa chồng chất, thân phận đàn bà chân yếu tay mềm, vận mạng của chồng lại nằm trong tay. Làm sao chị có thể chống chọi với bọn hung hãn? Nhưng trong tình huống gay go ấy, chị đã bộc lộ vẻ đẹp và sức sống tiềm tàng mãnh liệt của mình như thế nào? Chúng ta cùng bước sang phần 2 nhỏ. Chị Dậu đối đầu với bọn tay sai, nhân vật Cai Lệ và người nhà Lý Trưởng. Tên Cai Lệ, một tên tay sai chuyên nghiệp, tên tay sai mạc hạn. Đánh trói người là nghề của hắn, được hắn làm với một kỹ thuật thành thạo và say mê. Hắn hung dữ, sẵn sàng gây tội ác mà không hề chùn tay. Hắn đại diện cho nhà nước, nhân danh phép nước để hành động. Hắn thể hiện sự hung bạo dã thú của mình. Qua những chi tiết thuật tả về nhân vật này, bằng những hành động xăm sập tiến vào, thét bằng giọng khàn khàn, trợn ngược hai mắt, quát, giọng hầm hè, giật phắt cái thừng, chạy sầm sập đến chỗ anh Dậu, bịt vào ngực chị Dậu, sấn đến để chói anh Dậu, tát vào mặt chị Dậu đánh bớt. Ngôn ngữ của hắn đâu phải ngôn ngữ của con người, hắn chỉ biết quát, thét, hầm hè, nham nhảm, giống như tiếng sủa, tiếng rít, tiếng gầm của thú dữ. Dường như hắn không biết nói tiếng của con người, và hắn cũng không có khả năng nghe tiếng nói của đồng loại. Toàn bộ ý thức của tên Cai Lệ là ra tay đánh trói người thiếu thuế. Vì vậy, hắn cứ nhầm vào anh Dậu mà không hề bận tâm về việc anh đang ốm nặng, tưởng chết đêm qua. Về phía chị Dậu, hắn hoàn toàn bỏ ngoài tai mọi lời van xin, trình bày tha thiết, lễ phép, có tình, có lý của chị Dậu. Trái lại, hắn đã đáp lại chị Dậu bằng những lời lẽ, thô tục, những hành động đểu cán, hung hãn, tán tận lương tâm. Khi chị Dậu van hắn tha cho anh Dậu đang ốm nặng, hắn bịch luôn phần chị mấy bịch và trả lời đểu giả, tha này! Tha này, hắn tàn bạo, không chút tình người, là bản chất tính cách của hắn. Đến lúc này, ta thấy chị đã phản ứng lại. Và trong giai đoạn chị xuất hiện trong một thời gian ngắn, nhưng Cai Lệ đã được khắc họa hết sức nổi bật và sống động, có giá trị điển hình rõ rệt. Hắn khách dịch dọa nạt, chửi mắng thô tục, bản chất tàn bạo không chút tính người. Bên cạnh hắn là người nhà Lý Trưởng, với thái độ cười mỉa mai, chỉ tay sấn sổ bước đến, nói mát mẻ xúc xịn. Thật ra, người nhà Lý Trưởng chỉ là công cụ sai khiến,
nhưng không hoàn toàn mất hết nhân tính. Cả tên Cai Lệ và người nhà Lý Trưởng đều mang tính cách giả thú, đó là một trong những hiện thân sinh động của trật tự thực dân phong kiến đương thời. Về phía chị Dậu, ta nhớ lại, khi bị bọn tay sai sầm sập tiến vào, chúng xông vào giữa lúc chị rón rén bưng cháo lên cho anh Dậu, đang hồi hộp chờ xem chồng chị ăn có ngon miệng hay không, khi bất ngờ ầm ầm khóc quỷ kinh thần mọc ra. Anh Dậu ốm yếu, vì quá khiếp đảm đã lăn đùng ra đó mà không nói được câu gì. Chỉ còn mình chị đứng ra đối phó với lũ ác nhân. Ban đầu, chị đã cố van xin tha thiết. Bọn tay sai hung hãn đang nhân danh phép nước để ra tay. Còn chồng chị chỉ là kẻ cùng đinh đang có tội. Chị van xin, bởi chị biết, chị một người nông dân thấp cổ bé họng, bản tính mộc mạc, nhẫn nhục. Chị van xin lễ phép, cố khơi gợi từ tâm và lương tri của Cai Lệ. Nhưng đến khi Cai Lệ không thèm nghe chị lấy nửa lời, đáp lại chị bằng những quả bịch vào ngực và cứ xông đến anh Dậu, thì đến lúc ấy, chị hình như tức quá không thể chịu được, đã liều mạng cự lại. Thoạt đầu, chị cự lại bằng lý lẽ, chồng tôi đau ốm, ông không được phép hành hạ. Đó là đạo lý tối thiểu của con người. Lúc này chị đã thay đổi cách xưng hô, không còn xưng cháu, gọi Cai Lệ bằng ông mà là tôi, ông. Bằng sự thay đổi đó, chị đã đứng thẳng lên, có vị thế của ngang hàng, nhìn thẳng vào mặt đối thủ. Đến khi Cai Lệ, tên giả thú ấy vẫn không thèm trả lời, còn tát vào mặt chị một cái đánh bớt, rồi cứ nhảy vào cạnh anh Dậu, thì chị đã vung dậy với niềm căm giận ngùm ngục. Chị nghiến hai hàm răng, mày trói ngay chồng bà đi, bà cho mày xem. Lần này, chị đã xưng bà và gọi tên Cai Lệ bằng mày. Đó là cách xưng hô hết sức đanh đá của người phụ nữ bình dân, thể hiện sự căm giận và khinh bỉ cao độ. Đồng thời, chị cũng khẳng định tư thế đứng trên đầu thủ, sẵn sàng đè bẹp đối phương. Lần này, chị không đấu lý mà quyết ra tay đấu lực với chúng. Chị Dậu đã làm nổi bật sức mạnh ghê gớm và tư thế ngang tàn của mình, đối lập với hình ảnh bộ dạng thảm hại hết sức hài hước của hai tên tay sai khi bị chị ra đòn. Với tên Cai Lệ lẻo khoẻo, chỉ cần một động tác túm lấy cổ hắn ấn dúi ra cửa, hắn đã ngã chổng quèo trên mặt đất. Đến tên người nhà Lý Trưởng, cuộc đọ sức có phần dai dẳng hơn một chút. Hai người giằng co nhau, dù đẩy nhau, rồi ai nấy đều buông gậy ra, áp vào vật nhau. Nhưng cũng không lâu. Kết cục, anh chàng hầu cận ông Lý yếu hơn chị chàng con mọt. Hắn bị chị túm tóc, lẳng cho một cái ngã nhào ra thềm. Vừa ra tay, chị Dậu đã nhanh chóng biến hai tên tay sai hung hãn, vũ khí đầy mình, thành những kẻ thảm bại xấu xí. Lúc mới xông vào, bọn chúng hùng hổ dữ tợn bao nhiêu, thì giờ đây chúng hài hước thảm hại bấy nhiêu. Đoạn văn thật sống động và toát lên một không khí hào hứng rất thú vị. Nó làm cho độc giả hả hê một chút khi đọc những trang rất buồn thảm như Vũ Ngọc Phan đã viết. Trong một xã hội tội ác hoành hành, còn gì hả hê hơn khi nhận thấy cái ác bị chặn đứng, kẻ gây ác bị trừng trị. Vậy khi đến đây, các em có thể hiểu chị Dậu vì sao lại có sức mạnh lạ lùng quật ngã hai tên tay sai như vậy? Chắc có lẽ có bạn sẽ trả lời,
thưa cô. Đó là sức mạnh của lòng căm hờn. Thật ra, cái gốc của lòng căm hờn của chị Dậu lại chính là lòng yêu thương chồng. Hành động quyết liệt dữ dội vì sức mạnh bất ngờ của chị Dậu trực tiếp xuất phát từ động cơ bảo vệ chồng mình. Khối căm thù nguồn ngột ở chị đã bùng ra như núi lửa, chính là một biểu hiện, một trạng thái của lòng yêu thương mãnh liệt của người phụ nữ lao động bình thường. Dường như chị sinh ra là để yêu thương, nhường nhịn và hy sinh. Chuyện được xây dựng với nhân vật sinh động, cốt truyện kịch tính, miêu tả nhiều động từ mạnh, từ lấy, giàu giá trị tạo hình, đối lập và tăng cấp. Cai Lệ và người nhà Lý Trưởng đại diện cho tầng lớp tay sai thống trị và hiện thân của trật tự thực dân phong kiến đương thời. Còn chị Dậu, một người phụ nữ mộc mạc, hiền diệu, đầy vị tha, sống khiêm nhường, biết nhẫn nhục chịu đựng, nhưng hoàn toàn không yếu đuối. Chị biết sợ hãi, mà trái lại, chị vẫn có một sức sống mạnh mẽ, một tinh thần phản kháng tiềm tàng. Khi bị đẩy tới bước đường cùng, chị đã vùng dậy chống trả quyết liệt, thể hiện một thái độ bất khuất. Các em lưu ý, ở phần kết thúc của đoạn trích, chúng ta thấy lời can vợ của anh Dậu và câu trả lời của chị Dậu. U nó không được thế, người ta đánh mình không sao, mình đánh người ta thì mình phải tội. Tuy nói đúng cái lý, cái sự thật phổ biến trong cái trật tự tàn bạo không hề có công lý ấy, nhưng chị Dậu không chấp nhận cái vô lý đó. Thà ngồi tù, để cho chúng nó làm tình làm tội mãi thế, tôi không chịu được. Dù chị Dậu biết đó là hành động bộc phát, thiếu kiềm chế, nhưng chị không thể làm khác. Chị đứng lên để bảo vệ chồng. Chị đã tâm tư với bà lão hàng xóm. Cháu cũng biết đàn bà như cháu mà làm như thế thì cũng chẳng hay ho gì. Nhưng vì chồng, chị chẳng tiếc bản thân. Dù về căn bản, hành động ấy chưa phải giải quyết được việc gì. Bởi sau đó, cả gia đình chị đã bị trói ra đình. Câu chuyện bế tắc. Nhưng nếu lúc ấy có ánh sáng cách mạng rọi tới, thì chắc chắn chị Dậu sẽ là người đi đầu trong cuộc đấu tranh. Bởi nhà văn Nguyễn Tuân đã từng viết: tôi nhớ như có lần nào, tôi đã gặp chị Dậu ở một đám đông phá kho thóc nhập, ở một cuộc cướp chính quyền, huyện kỳ, tổng khởi nghĩa. Hành động và chiến thắng của chị Dậu là tất yếu, vì nó phù hợp với tính cách, với nghị lực mạnh mẽ, phù hợp với bản chất muốn vùng lên của chị, phù hợp với hoàn cảnh ngặt nghèo, khẩn thiết. Đòi hỏi cách giải quyết mau lẹ, liều lĩnh, chứng tỏ sức mạnh tiềm tàng của người phụ nữ Việt Nam, chứng minh một quy luật của xã hội. Có áp bức, có đấu tranh, con run xéo lắm cũng quằn. Các em ghi cho cô ba la mã ghi nhớ, sách giáo khoa trang 33. Giờ đây, để củng cố, chúng ta sẽ tìm hiểu thêm một số câu hỏi. Em hiểu như thế nào về nhan đề tức nước vỡ bờ đặt cho đoạn trích? Theo em, đặt tên như vậy có thỏa đáng không? Vì sao? Thưa, tức nước vỡ bờ có hai lớp nghĩa. Xét về nghĩa đen, nước lớn và mạnh sẽ gây tức bờ, vỡ bờ. Về nghĩa bóng, khi con người hay con vật bị đối phương dồn đến bước đường cùng,
thì ắt sẽ phải vùng dậy đấu tranh, quyết chiến để tự vệ. Trong văn bản, trước áp bức bóc lột nặng nề của tên Cai Lệ và người nhà Lý Trữ, chị Dậu đã vùng lên mạnh mẽ để bảo vệ chồng, phản ánh một quy luật có áp bức, có đấu tranh, thể hiện chân lý con đường sống của quần chúng bị áp bức chỉ có thể là con đường đấu tranh để tự giải phóng. Câu số 5 ở trang 33 trong sách giáo khoa. Hãy chứng minh nhận xét của nhà nghiên cứu phê bình, văn học Vũ Ngọc Phan. Cái đoạn chị Dậu đánh nhau với tên Cai Lệ là một đoạn tuyệt khéo. Cô gợi ý, tình thế đặt chị Dậu trước sự lựa chọn, hoặc là để yên cho chúng giày xéo, hoặc là đứng lên chống lại chúng, cứu người chồng đang ốm đau bệnh tật. Một cách tự phát của diễn biến, chị đã vùng dậy một cách quyết liệt. Lúc đầu, chịu sự nhịn nhục của kẻ dưới, chị đã cố thiết tha van xin. Đó là cách duy nhất để mong hai tên tay sai tha cho anh Dậu. Trước sự đểu giả và tàn bạo của Cai Lệ, chị đã liều mạng cự lại, không còn van xin. Mà có van xin thì cũng vô ích. Bởi thế chị đấu lý, chồng tôi đau ốm, ông không được phép hành hạ. Cách xưng hô cho thấy chị không còn nằm yên trong tư cách kẻ dưới mà ngang hàng. Mày chói chồng bà đi, bà cho mày xem. Chị Dậu đã chuyển sang một tư thế khác, xưng bà gọi mày. Đó là tư thế của kẻ bề trên, sự căm giận khinh bỉ kẻ thù đã lên tới tột độ. Bên cạnh nghệ thuật miêu tả là ngôn ngữ kể chuyện và ngôn ngữ đối thoại khá đặc sắc. Nó vừa bộc lộ sắc nét, tính cách nhân vật, vừa phản ánh được những diễn biến tâm lý nhân vật. Tức nước vỡ bờ quả là một đoạn tuyệt khéo. Nhờ vậy, nhà văn đã dựng nên một hình ảnh một người phụ nữ nông dân đầy sức sống, tiềm tàng, mạnh mẽ, dám bứt phá để đòi quyền sống trong cái xã hội ngột ngạt đầy rẫy áp bức bất công. Cái khéo của Ngô Tất Tố là đã kêu một tia lửa lóe lên giữa bóng đêm phủ trụ tác phẩm tắt đèn. Câu 6 ở sách giáo khoa trang 33. Nhà văn Nguyễn Tuân cho rằng với tác phẩm tắt đèn, Ngô Tất Tố đã xui người nông dân nổi loạn. Em hiểu thế nào về nhận xét đó? Qua đoạn trích tức nước vỡ bờ, hãy làm sáng rõ ý kiến của Nguyễn Tuân. Cô lại hướng dẫn. Ý kiến của nhà văn Nguyễn Tuân hoàn toàn đúng. Vì qua đoạn trích cho chúng ta thấy được sự bất công, vô lý của nạn xu thuế trong xã hội phong kiến. Người đã chết rồi vẫn phải nộp thuế thân. Sự tàn nhẫn của con người lên tới đỉnh điểm. Dù gia đình chị Dậu đã đau lòng rứt ruột bán cả con, cả chó để đủ một suất xô, thì bọn cường quyền vẫn không buông tha. Khi không đủ tiền nộp suất xô của người em chồng, chúng đã chói và đánh anh Dậu đến thập tử nhất sinh. Nguyễn Tuân muốn khẳng định quy luật có áp bức, có đấu tranh. Áp bức càng mạnh thì đấu tranh càng dữ dội. Họ vùng lên để đòi lại công bằng cho cuộc sống của mình. Đoạn trích tức nước vỡ bờ là dẫn chứng tiêu biểu chứng minh cho ý kiến trên. Bài tập củng cố này, các em sẽ hoàn tất ở trong vở bài tập và sau đó nộp lại cho thầy cô bộ môn của lớp mình. Từ bối cảnh xã hội trong tác phẩm Tắt đèn của Ngô Tất Tố, em có cảm nhận gì về cuộc sống của người nông dân trong xã hội cũ? Hãy trình bày bằng một đoạn văn ngắn từ 8 đến 10 câu. Cô hướng dẫn các em về nhà, các em học bài và hoàn tất những bài tập còn lại, soạn tiếp bài trường từ vựng, xây dựng đoạn văn trong văn bản và trả lời các câu hỏi trong sách giáo khoa, trang 34, 35 và 36. Các em thân mến, cảm ơn các em đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các em trong những tiết học tiếp theo.
Cô chúc các em luôn khỏe để theo dõi và học bài trực tuyến cho tốt nhé. Thân ái, chào các em.